Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ làm một món ăn rất là đơn giản. Đó là thịt bò xào giá. Đây, anh em coi. Thịt bò mình đã ướp sẵn. Đây, đây là thịt bò. Thịt bò mình đã ướp sẵn. Bây giờ mình trộn lên cho nó thấm. Còn đây là giá anh em, thịt bò xào giá. Bắt đầu mình sẽ lấy chảo và bắt bếp lên xào giá cho anh em xem nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái chảo, mình đã rửa rồi, giờ mình để lên đây, mình sẽ mở dầu lên, mở lửa lên. Để cho cái chảo nó nóng một tí, mình sẽ bỏ dầu vô nghe nè. Đây, nhà mình xài dầu cooking Tường An, dầu ăn danh tiếng. Nhà mình xài toàn dầu này không. Cho dầu vô nghe nè, ít thôi. Thịt bò xào á, do thịt bò mình đã ướp rồi cho nên mình sẽ không bỏ tỏi thêm, thịt bò mình ướp sẵn rồi. Đây, thịt bò mình ướp sẵn rồi cho nên mình không cần phải bỏ tỏi thêm. Trộn nãy giờ khoảng 15-20 phút, bây giờ nó chắc cũng đã thấm rồi đó. Mình bỏ vô mình xào. Đây, quay gần cho anh em thấy. Nay vợ mình tăng ca rồi, bà xã mình tăng ca rồi nên mình làm đồ ăn 6 giờ mấy đó, bà mới về. Cho nên mình làm để bà về ăn chung cho vui. Đây, thịt bò mình xào vừa tái được rồi. Nhỏ lửa tí. Em bắt nhỏ lửa tí. Đây, liu riu vậy thôi. Bò này mình xào với giá là mình ăn kèm bên đây là đây, anh em thấy phải hấp dẫn không? Đây là ba chỉ, có nơi còn kêu ba gọi kho tiêu. Ngày là mình kho ngày qua nên mình bữa nay mình chỉ hâm lại mình ăn thôi. Giờ lo cái món thịt bò xào hẹ chứ, xào giá chứ đi. Anh em xào cho nó tái tái gì vậy? Do mình cái này khỏi cần nêm, anh em đây mình thịt bò mình đã ướp sẵn rồi, chỉ cho nó tái tái chút là mình bỏ giá vô mình xào thêm chút nữa là xong, là có thể ăn được. Bỏ giá vô mình xào cái cho nó gục xuống là giá nó gục là ăn được. Giờ để máy ở đây cho nó dừng. Phóng lại gần chút cho anh em xem cho dễ. Đó. Kéo lên chút. Đây. Giờ mình sẽ bỏ giá vô nghe anh em. Chín quá là mất ngon. Bỏ từ từ. Nay mình sẽ làm một món ăn bất ngờ cho bà xã, cho bà nông dân TV đó các bạn. Bỏ hết vô luôn. Giá là mình cũng đã rửa sạch rồi. Thì mình chỉ trộn lên trộn xuống cho nó đều đều rồi. Nếu cần thiết các bạn đậy nắp lại cho giá nó mau gục. Mình mở lửa lên tí là được. Mình ăn thịt bò thì ăn sống này mình cũng hơi ngại nên mình xào chín tí, thì chín thì nó hơi dai. Món này là đơn giản nhất nên dễ làm nhất. Cái này dùng để ăn cơm, để lai gai được cũng được.
Nam biết muốn thịt bò thì nó bổ rồi, ai cũng biết thịt bò là nó bổ rồi. Nhưng mà giá thì ít người biết nó có công dụng gì. Anh em muốn biết công dụng gì thì cứ comment bên dưới để mình trả lời tất cả các câu hỏi của anh em, biết giá nó có công dụng gì không. Trong lúc xem video anh em tiện tay bấm vào hình cái chuông chữ đăng ký đó để giúp cho mình có thêm động lực để mình làm nhiều video tiếp theo để phục vụ anh em, cho anh em coi giải trí được. Mở lửa to tí chút xíu mình sẽ kiếm hành bỏ vô thêm. Ra nước quá trời nữa. Bây giờ thì giá nó cũng đã gục rồi. Anh em bớt lửa tí. Mình cắt hành vô mình cho nó thơm thơm tí nghe anh em. Đây mình xài khoảng chừng vài cọng hành thôi. Anh em có thớt thì xắt thớt, không có thì mình nhấp kéo vậy nè. Cho nó thơm thơm tí thôi. Mình nấu nhà ăn nên cũng không có cần cầu kỳ gì lắm. Sắc dài dài đi. Anh em nào thích sắc ngắn thì sắc, còn sắc dài thì ngắn. Sắc. Rồi bắt đầu mình nhớ trộn lên cho nó đều. Giờ mình bớt lửa. Đó. Vậy là xong. Anh em thấy không? Món này rất là đơn giản. Rất đơn giản. Bây giờ mình tiếp theo bên đây là mình sẽ hãy quay máy cho anh em vậy thấy. Mình sẽ hâm lại cái nồi thịt ba chỉ kho. Thịt ba chỉ kho tiêu. Cho đây là cái nồi đất anh em nên hâm nó hơi bị lâu tí. Khi hâm thì mình đã chuẩn bị một cái dĩa để mình múc cái gấp cái này ra xong. Chút vợ mình về là mình dọn ăn thôi. Xào mình không có bỏ nước mà giá nó ra nước quá trời. Món này thì cũng tương đối dễ làm, giá thì cũng không có nhiều tiền. Quan trọng là thịt bò thôi. Anh em thấy không? Giá xào thịt bò ăn rất là bổ nha anh em. Anh em biết giá có công dụng gì thì cứ việc comment bình luận bên dưới để mình sẽ trả lời tất cả các câu hỏi mà anh em đã thắc mắc. Bỏ qua bên kia. Bây giờ cái nồi khô quẹt của mình đó, anh em thấy hấp dẫn không? Do tại mình kho ngày hôm qua nên giờ hâm lại nó mau, với phần nó hơi bị đen á, giờ nước màu hơi nhiều đó anh em đó. Vậy mình tắt bếp là ok. Mình tắt bếp, mình chuẩn bị dọn ra, anh em đợi. Thôi giờ giá xào thịt bò, thịt ba loại kho tiêu ăn với cơm. Mời cả nhà ăn cơm nha. Nhà mình ăn rồi. Nếu anh em thấy
thú vị thì bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nha.